Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khởi tưởng như thế này: đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa, ta hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là hành khắp thật tướng các pháp. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy, do khởi tưởng này nên từ bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu từ bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa thì từ bỏ tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa, cũng từ bỏ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng từ bỏ chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng từ bỏ thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo, cũng từ bỏ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng từ bỏ tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, cũng từ bỏ bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng từ bỏ pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng từ bỏ năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng từ bỏ mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng từ bỏ pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng từ bỏ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng từ bỏ tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, cũng từ bỏ tất cả hạnh đại Bồ Tát, cũng từ bỏ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì sao? Này thiện hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là tất cả hạt giống của bạch pháp. Nếu từ bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là từ bỏ tất cả bạch pháp. Hết quyển thứ 353.